Arsenal vắng 3 cái tên ở trận gặp FC Zurich. Theo nhà báo Dan Jock, 3 cầu thủ Thomas Partey, Emil Smith Rowe và Cedric Suarez đã vắng mặt trong buổi tập trước cuộc đụng độ tại Europa League với FC Zurich. Pháo thủ sẽ bắt đầu chiến dịch Cúp châu Âu mùa này bằng chuyến hành trình trên đất Thụy Sĩ để đối mặt với nhà đương kim vô địch Super League. Những cầu thủ như Ben White hay Takehiro Tomiyasu có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải khi thừa vắng Cedric Suarez. Trong khi đó, Albert Sambi-Dokonga hay tân binh Fabio Vieira có thể đá tiền vệ thay cho Thomas Partey. Bellerano phải rời Arsenal vì yếu tố kinh tế. Bellerano từng là một thủ môn tài năng và phong độ ổn định tại Arsenal trong vòng 5 năm trước. Tuy nhiên, Mikel Arteta đã chiêu mộ Aaron Ramsdale với giá 28 triệu euro vào mùa hè 2021, rồi quyết đoán đẩy Leno lên băng ghế dự bị. Cuối cùng, thủ môn người Đức đã phải khăn gói đến Fulham, nơi anh đóng vai trò trụ cột của đội chủ sân Craven Cottage ở mùa giải năm nay. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Sportbill, Bellerano đã phàn nàn về hành động của câu lạc bộ cũ Arsenal. Theo đó, cầu thủ 30 tuổi đã giải thích: "Khi tôi nhận ra rằng nguyên nhân không phải là phong độ hay chất lượng, tôi biết mình phải ra đi. Trong quá trình chuẩn bị, tôi thấy rằng vấn đề không phải là về chuyên môn mà chỉ là về kinh tế và chính trị. Tôi thấy rõ rằng tôi phải rời khỏi đây. Điều quan trọng nhất đối với tôi là tìm lại phong độ và sự ổn định của mình. Đặc biệt là sau khi tôi không được tập luyện đúng cách ở Arsenal và không có sự chuẩn bị, việc trở lại cùng đội tuyển quốc gia là tùy thuộc vào tôi." Arsenal vẫn sẽ dùng đội hình mạnh tại Cúp C2. Theo nguồn tin từ Mirror, Arsenal vẫn sẽ thi đấu với một đội hình mạnh tại vòng bảng Europa League năm nay. Cụ thể, mục tiêu tiên quyết của Mikel Arteta là ngôi đầu bảng trước sự cạnh tranh khó chịu từ hai đối thủ là PSV và Bodo Glimt. Được biết, vị trí số 1 tại bảng đấu sẽ giúp Arsenal tránh được vòng sơ loại knockout, tức là trận đấu giữa đội nhì bảng đó với đội rớt xuống từ Champions League. Arsenal đăng ký cầu thủ trẻ Lino Sousa đá Europa League. Theo các báo cáo từ Express, Arsenal đã đưa hậu vệ trái 17 tuổi Lino Sousa đến Thụy Sĩ cho trận đấu đầu tiên của mùa giải tại Europa League. Tuy nhiên, Sousa đã không được đăng ký trong đội hình pháo thủ tham gia thi đấu ở trận này. Thomas Partey và Mohamed Enerly đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, trong khi Emil Smith Rowe gặp vấn đề sau trận thua Manchester United hôm Chủ nhật. Mikel Arteta sẽ phải tìm cách cân bằng giữa việc có một đội hình mạnh nhưng cũng phải để những cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi khi họ đã chơi rất nhiều phút ở Premier League mùa này. Theo The Atlantic, cầu thủ trẻ Sousa đã được trao cơ hội sang Thụy Sĩ cùng đội 1 vào hôm qua. Anh gia nhập Arsenal từ West Brom vào tháng giêng và trở thành cầu thủ thường xuyên của đội U23 ở mùa giải trước. Folarin Balogun là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tháng 8. Tài năng trẻ của Arsenal, Folarin Balogun mới đây đã được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tháng 8 năm 2022 của Ligue 1. Sao mai người Anh đã ghi được 4 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo sau 5 trận đấu ra sân trong tháng 8 cho câu lạc bộ Rem. Bước sang tháng 9, Balogun tiếp tục nổ súng trong trận hòa 1 đều giữa hai câu lạc bộ là Rem và Lens. Bên cạnh đó, theo chia sẻ trên trang Twitter của nhà báo Stat Mandep, Bukayo Saka đã chấm dứt chuỗi 15 trận đấu tại Premier League không thể ghi được bàn từ các tình huống bóng sống. Fabio Vieira sẵn sàng ra sân ở Europa League. Europa League mùa này dự kiến sẽ là một đấu trường thử nghiệm quan trọng đối với huấn luyện viên Mikel Arteta khi ông cố gắng xoa dịu đội hình tài năng của mình với lời hứa về thời gian thi đấu. Sự bắt buộc của việc xoay tour và thất bại ở Manchester mới đây đã cho thấy một số cầu thủ dự bị có thể nhận được cơ hội trước FC Zurich và một cầu thủ chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này là tân binh người Bồ Đào Nha Fabio Vieira. Bất chấp việc đến câu lạc bộ với tư cách là cầu thủ trẻ và việc hòa nhập với đội 1 bị trì hoãn, Vieira đã được coi là cầu thủ sáng tạo bậc nhất của đội và anh đã thể hiện phẩm chất của mình trong 15 phút tại Old Trafford vào cuối tuần trước. Cầu thủ 22 tuổi này đã gây ấn tượng khi phải xử lý bóng trong không gian hẹp và chuyền bóng rất trực diện, trong khi anh cũng không ngần ngại tung ra những cú dứt điểm nếu ở trong vị trí thuận lợi. Cựu ngôi sao của Porto nhiều khả năng sẽ là một trong số nhiều người có được trận đá chính đầu tiên của mùa giải và anh có thể sử dụng kinh nghiệm ở giải đấu châu Âu của mình để giúp cho pháo thủ bắt đầu vòng bảng một cách tích cực. Những bàn thắng và những màn trình diễn mãn nhãn trước Liverpool và Lyon mùa trước cho thấy sự thoải mái và điềm tĩnh của Vieira trong những tình huống áp lực cao. Một màn trình diễn ấn tượng ở Thụy Sĩ thậm chí có thể giúp anh có cơ hội thay thế đội trưởng Martin Odegaard trong đội hình chính. Phong cách thụ động của cầu thủ người Na Uy thường là nguyên nhân khiến anh gây thất vọng ở các tình huống có thể dứt điểm và điều đó có thể được khắc phục bằng bản hợp đồng mùa hè Fabio Vieira.
Jamie Carragher cho rằng Arsenal có lối đá đẹp mắt nhất. Theo quan điểm đến từ Jamie Carragher, xét về phong cách chơi bóng thì Arsenal đúng là đội gây ấn tượng mạnh nhất. Tuy nhiên, nếu xét đến cuộc đua vào top 4 thì pháo thủ khả năng cao sẽ bị Manchester United hoặc Tottenham Hotspur vượt mặt vì đội hình mà họ đang sở hữu. Trao đổi với Overlap, cựu cầu thủ của Liverpool đã nhận định: "Tôi rất ấn tượng với Arsenal. Tôi chỉ không biết liệu họ đã có cho mình một đội hình phù hợp hay chưa. Khi tôi xem Tottenham và Manchester United, họ gần như nhận được kết quả theo cùng một cách, mạnh mẽ và khó đánh bại. Còn khi theo dõi Arsenal, nó diễn ra nhanh chóng, tràn đầy năng lượng, tôi rất phấn khích khi xem họ. Nhưng liệu điều gì đã xảy ra trong trận thua Manchester United, điều đó có thể lặp lại một cách thường xuyên không? Dù vậy, xét về đội bóng thi đấu ấn tượng hơn, khi chúng ta nói về bóng đá hiện đại, lối chơi kỹ thuật và những gì Liverpool và Man City đã làm được trong 4 hoặc 5 năm qua, thì tôi nghĩ Arsenal gần với điều đó hơn so với Tottenham hay Man United." Postco ca ngợi Gabriel Martinelli. Chia sẻ với báo chí, cựu tiền vệ Postco nhận định Gabriel Martinelli đích thị là người đã truyền tải nguồn cảm hứng mới cho Arsenal. Tính đến thời điểm này, chân sút người Brazil đã đóng góp 3 bàn thắng sau 6 vòng đấu ở Premier League cho pháo thủ. Ở tuổi 21, Martinelli đang đạt phong độ cao và từng bước chiếm trọn niềm tin của Arteta. Anh đã trải qua 12 tháng đầu tiên chật vật và đầy khó khăn trong màu áo của Arsenal với các chấn thương khác nhau. Trở lại sau một thời gian dài dưỡng thương, Martinelli đã có sự thăng tiến rõ rệt và dần chiếm được niềm tin của Mikel Arteta. Postco chia sẻ với chương trình Premier League Production: "Cậu ấy thật tuyệt vời, tôi thực sự thích Martinelli. Cậu ấy sở hữu tốc độ tốt, luôn biết cách ghi bàn ở vị trí của mình. Đó là phẩm chất quan trọng nhất. Martinelli được sống trong bầu không khí tích cực bên cạnh sự xuất hiện của Gabriel Jesus. Việc Jesus đến giúp giảm bớt gánh nặng cho Martinelli. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ và được kỳ vọng ghi nhiều bàn thắng." Đối tác muốn có hơn 50 triệu euro cho Mikel Murray. Theo các tờ báo tại Anh tiết lộ, Arsenal đã quan tâm đến cầu thủ trẻ Mikel Murray trong khoảng thời gian cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Cầu thủ người Ukraine đã cho thấy tiềm năng phát triển lớn trong màu áo câu lạc bộ Shakhtar Donetsk. Ở trận ra quân tại Champions League mùa này, Murray đã chơi xuất sắc với một bàn thắng và hai đường kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của Shakhtar Donetsk trước RB Leipzig. Mới nhất, ký giả Romano đã tiết lộ: "Murray là ngôi sao tiềm năng mới. Nếu bạn nhìn vào những gì Murray đã thể hiện vào đêm qua, bạn sẽ hiểu tại sao Shakhtar Donetsk từ chối mức giá 30 đến 35 triệu euro vào tuần trước. Chất lượng, tốc độ, bàn thắng và đường kiến tạo. Cậu ấy được coi là một tài năng hàng đầu và đó là lý do tại sao Shakhtar muốn con số hơn 50 triệu euro." Ian Wright cho rằng Arsenal cần có Alex Iwobi. Theo quan điểm của huyền thoại Arsenal Ian Wright, Alex Iwobi là mẫu cầu thủ mà Mikel Arteta cần có ở đội hình của mình. Được biết, Arsenal đã bán Iwobi cho Everton vào mùa hè 2019 với mức phí lên tới 40 triệu bảng. Mặc dù đã có 149 lần ra sân sau khi tốt nghiệp học viện tại Emirates, cầu thủ người Nigeria đã không thể trở thành một cầu thủ được yêu thích với những người hâm mộ pháo thủ. Iwobi đã có 51 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải cuối cùng của mình tại Arsenal. Ian Wright cho biết: "Tôi chỉ đang nói về một người nào đó đang tạo ra sự khác biệt lớn so với những gì Everton cần. Tốc độ chơi bóng, khả năng đi bóng của anh ấy, những đường truyền của anh ấy, tất cả mọi thứ. Anh ấy là khởi nguồn của các đường lên bóng trước khi kiến tạo. Mọi người không nhận ra điều đó. Người hâm mộ Everton giờ đây bắt đầu nhận ra rằng nếu họ có được những cầu thủ phù hợp chơi xoay quanh anh ấy, Iwobi sẽ trở thành một ngôi sao tại đây. Bạn nhìn vào tốc độ làm việc của anh ấy, thật không thể tin được. Đó là loại cường độ mà Mikel muốn bây giờ và cần bây giờ. Chúng tôi cần điều đó. Chúng tôi cần ai đó có thể gây sức ép như vậy." Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hàng ngày của chúng mình. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả và năng lượng. Đừng quên để lại một like, ấn đăng ký kênh nếu như bạn chưa làm điều đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.